mình về, nguyện làm một chiếc lá đa sông về. Thân chào tất cả các bạn. Trong đại hội kế nền Đà Nẵng vừa qua, cách đây 2-3 hôm, tôi có dịp và tôi rất vui được thấy rằng là hơn một nửa những bạn tham gia vào kế nền này đều là những bạn tham gia lần đầu, và cũng có số bạn lại còn ngẫu nhiên hơn nữa là họ cũng không biết tại sao mà cái duyên nào nó đưa họ tới cái đại hội kế nền ở Đà Nẵng. Tức là họ tới mà họ không biết cái nền là cái gì, và thậm chí là có người còn cười toe toét nói với tôi rằng: em thầy ạ, trước khi em tới em cũng không biết cái ông Phan Văn Trường là ai. Những chuyện đó là nó đều chứng tỏ rằng là cái nền có cái sức thu hút mà đôi khi người ta không tự hỏi tại sao phải tới, nhưng mà họ vẫn tới. Thế nhưng mà tuy nhiên câu chuyện ngày hôm nay của chúng ta là một cái câu chuyện nghiêm túc, bởi vì rằng là cái số người mà tới lần đầu lại tự hỏi tại sao mà lại chọn bốn cái yếu tố lạ như thế, đó là bình đẳng, đó là hồn nhiên, đó là thẳng thắn, và đó là tích cực. Mà còn thêm cái yếu tố thứ năm, đó là ai cũng là thầy, ai cũng là trò. Bởi vì mình chỉ được quyền nói khi mình đã làm cái gì rồi thì mình mới nói, còn chưa làm thì không được. Người ta thường gọi một cái ngữ, từ ngữ rất là vui là chém gió. Chúng ta không có cho những người chém gió bàn vào vấn đề, bởi vì họ chưa làm cái chuyện đó, họ chưa biết thực cái nội dung thực của cái việc làm đó, cho nên là họ không được nói. Đó, chỉ có 5 cái tiêu chí đó thôi. Nhưng mà hôm nay tôi có nhiều thời gian hơn, cho nên là tôi xin phép để giải thích thêm cho các bạn là tại sao mình chọn những cái từ ngữ đó mà mình lại không chọn những cái từ ngữ khác, hoặc là không chọn thêm 100 cái từ ngữ nữa. Đó là cái điều mà tôi muốn giải mã ngày hôm nay. Các bạn biết không, có bạn lại còn nói với tôi rằng: thầy ạ, tại sao thầy không dùng chữ quyết tâm, thầy không dùng chữ nhiệt tình, thầy không dùng chữ tức là tất cả những cái mà người ta chờ đợi từ những con người hô hào theo khẩu hiệu. Không, cái nền không phải là cái nơi để hô hào theo khẩu hiệu. Mà thậm chí tôi xin nói luôn để cho các bạn rõ là ngay cái việc mà mặc áo đồng phục cũng không đúng theo cái tiêu chí của cái nền. Và tôi hôm nay tôi sẽ xin giải thích hết để cho các bạn hiểu tường tận. Thế thì mình bắt đầu bằng chữ tích cực đi, là cái chữ cuối cùng. Cái tích cực thì nó dễ hiểu lắm, là chúng ta sẽ không bao giờ làm cái gì mà không tích cực. Thậm chí là nói mà nặng hơn là không làm cái gì tiêu cực. Tích cực mà là gì? Tích cực là nhìn trước mặt chứ không nhìn về đằng sau. Thành thử ra cái người tích cực là bao giờ cũng chỉ nhìn dĩ vãng như là một bài học. Và sau khi mà hấp thụ cái bài học đó rồi, tức là đã phân tích tại sao mình thất bại, tại sao mình thành công một cách thật là tường tận, thì mình không nhìn về đằng sau lưng nữa, và mình chỉ nhìn trước mặt. Nói các bạn đừng giận nhé, nhưng mà dân tộc chúng ta là một dân tộc vô địch nhìn về đằng sau mà trách móc. Người vợ nói với người chồng rằng là: anh còn nhớ không, cách đây 10 năm anh như thế này, anh như thế nọ. Người mẹ thì nói với đứa con: con có nhớ không, ngày hôm kia con làm chuyện này làm chuyện nọ. Mẹ không vui. Thế rồi cha thì lại bảo rằng là, nói với vợ rằng là: em ạ, cách đây bao nhiêu đâu. Thế cứ toàn là những chuyện mà đằng sau lưng mà nói đi nói lại, nhai đi nhai lại, để rồi như là còn cái chuyện trách móc đó, là còn muốn thắng thế được một cách vĩnh viễn cái người mà mình trách. Không, tích cực là không có chuyện thắng chuyện thua. Tích cực là nhìn trước mặt và nói một câu mà tôi dùng bằng tiếng Anh: what are the options ahead? Tức là mình có những lựa chọn gì cho tương lai, mình có những lộ trình nào, mình có hướng đi nào cho tương lai, mình có những phương án nào để chọn, để mà tiến bước. Thì cái đó mới là cái thái độ của người tích cực. Thành thử ra nói chữ tích cực thì nói rằng chúng ta nhìn trước mặt, và chúng ta chỉ có những phương án chúng ta có, và chúng ta phải chọn
mà chọn thì chọn cho đúng. Tại vì nếu mà chọn sai thì chúng ta lại đôi khi lại có cơ hội nhìn về đằng sau lưng mình mà tự trách móc. Đấy, tích cực là thế. Và tích cực là một điều rất là quan trọng, bởi vì mình chỉ nhìn trước mặt. Thế thì tại sao chúng ta lại phải hồn nhiên? Các bạn biết không, cái hồn nhiên nó không phải là cái từ ngữ mà nhẹ đâu. Rất nhiều người tưởng là hồn nhiên thì thôi thì mình vui vẻ hồn nhiên, nó dễ như thế đấy. Chẳng dễ đâu các bạn ạ. Các bạn có biết không, nó dễ là dễ ngoài đời, giữa những người bạn thân, giữa anh em ruột, giữa cha mẹ với con thì nó hồn nhiên. Nhưng mà khi mà ở trong doanh nghiệp của bạn mà bạn tạo được sự hồn nhiên thì cái đó mới là cái điều kinh khủng, các bạn biết không? Tại sao vậy? Đây này, tôi xin nói ngay. Khi mà một nhân viên mà báo cáo cho lãnh đạo, hoặc là ngay lãnh đạo khi mà có sự trao đổi với nhân viên, nếu mà họ không hồn nhiên thì cái gì xảy ra? Thứ nhất là thời gian sẽ rất tốn để khi cái đối tác trước mặt họ hiểu cái gì mình muốn nói. Thí dụ như bạn bảo rằng là sếp ơi, cái quyết định này của sếp em không thích lắm, là bởi vì rằng là nó sẽ dẫn tới những cái hệ quả này. Đấy, có em nào mà dám nói với sếp như thế không? Không. Vậy thì em nói sao? Thưa sếp, cái giải pháp này cũng hay đấy, thế nhưng mà em thấy nó có vài điểm mà em còn thắc mắc. Thế thì cái người sếp người ta hiểu cái gì khi mà người ta nghe thấy nhân viên nói như vậy? Ôi giời, cái thằng nhân viên này biết cái quái gì, nó thắc mắc thôi thì cần gì. Thế nhưng mà thật sự ra đó, cái đó nó đưa tới một cái hệ quả rất nặng, là đôi khi chính nhân viên biết rõ cái việc đó hơn, và là muốn nói với sếp rằng là chuyện này không nên quyết định như thế. Nhưng mà bởi vì nhân viên không có hồn nhiên, nhân viên chỉ nói nhẹ nhẹ thôi, nói rằng là thưa sếp, em hơi thắc mắc thôi. Đấy. Thế thành thử ra là cái người sếp sẽ chỉ nghe cái gì muốn nghe, mình muốn nghe, và sẽ tưởng rằng là thế thì nhân viên đều đồng tình cả. Nhưng mà chỉ có đôi thắc mắc thì rồi cứ vừa làm vừa giải quyết thắc mắc cũng được. Thế thành thử ra là cái người đối tác người ta hiểu sai cái ý của mình. Hiểu sai là một chuyện, nhưng hiểu chậm lại là một chuyện khác. Cái hiểu chậm là làm sao? Thí dụ như một báo cáo nói rằng là cái máy này nó hư rồi. Đấy, nhân viên nói rằng là cái máy này nó cũng còn tốt, có lẽ sửa được, nhưng mà có lẽ nó chỉ hơi hóc một tí thôi. Nếu mà mình nói như thế đó thì sếp lại bảo thế thì cứ cho nó chạy đi. Thế có phải rằng cái người nhân viên đi xuống bảo rằng thế thì cứ cho cái máy nó chạy, nhưng mà máy nó lại không chạy, thế lại chạy lại lên trở lại ông sếp và nói rằng là sếp bảo nó vẫn không chạy. Thế thì tại sao vậy? Dạ chắc nó cũng lại chỉ bị hóc một cái gì thôi. Và cứ như thế 10 lần 20 lần. Bạn ạ, nếu mà như thế đó, thì có phải rằng cái người mà hồn nhiên nói thẳng rằng là sếp ơi, cái máy này nó không chạy nữa rồi, mà người ta đã kiểm tra và người ta thấy rằng là cái máy này phải sửa nặng lắm, không nói như thế mà lại nói là nhẹ, mà nói là nó chỉ hơi hóc một tí thôi, thì cái người mà nói thẳng sẽ làm cho cái việc mà hiểu tình thế nó đi rất là nhanh. Chỉ trong một phút thôi, người sếp đã hiểu rõ được cái tình thế. Trong khi cái người mà không hồn nhiên, không nói rõ, ngập ngà ngập ngừng, lăn tăn, thì tất nhiên là cần cả tháng trời đi lên đi xuống, đi lên đi xuống, đi lên đi xuống, để rồi rút cục ra mất một tháng trời mà cái kết quả đôi khi vẫn không tốt bằng cái thái độ hồn nhiên. Bạn ạ, cái món này bạn ăn có ngon không? Xin nói thẳng nhé, món này tôi ăn tôi thấy hơi mặn. Thế có phải thích không? Nếu mà mình trả lời rằng cái món này ăn ngon đấy, mà tôi chắc tôi do không ăn được muối nhiều cho nên tôi cũng xin ăn miếng nhỏ thôi, nói thế cũng tế nhị. Nhưng mà có người lại còn nói ngược lại nữa cơ, bảo rồi món này ngon lắm, ngon lắm, thế nhưng mà anh đừng cho tôi thêm nữa nhé, tại vì rằng tôi như thế này là đủ rồi. Bạn ạ, cái tính hồn nhiên đôi khi nó làm cho người ta buồn, nó làm cho người ta có cảm tưởng như là đôi khi bị phạm một chút. Nhưng mà ít nhất nó truyền tải một cách rất là trung thành, một cách rất là đích xác và một cách rất là nhanh chóng cái thông điệp. Mà khi mình làm trong một doanh nghiệp thì cái chuyện đích xác, trung thành và nhanh chóng là những cái điều kiện để cho một công ty chạy rất là nhanh. Thế thành thử ra chữ hồn nhiên nó không có trung lập như các bạn tưởng đâu. Các bạn thấy không? Một mình chữ hồn nhiên thôi mà
nó đưa tới cái ý niệm thứ nhất là tốc độ của công việc còn có gì quan trọng hơn, thứ nhì là nó đưa tới cái sự trung thành của thông điệp còn có gì quan trọng hơn, và nó đưa tới cái sự đích xác, tức là không những đúng trung thành mà còn đích xác nữa, thì cái đó lại còn quan trọng hơn nữa khi mà chúng ta làm những cái nghề về kỹ thuật. Thế thì thưa các bạn, bây giờ bạn đánh giá lại cái chữ hồn nhiên đi cho tôi. Giờ bạn sẽ thấy rằng là cái chữ hồn nhiên nó là chìa khóa của vũ trụ. Cái vũ trụ này nó không nói dối với nhau. Cả cái vũ trụ này không nói dối với nhau, chỉ có một mình loài người là nói dối với nhau. Và chính vì vậy mà nhân loại chúng ta đang gặp vấn đề. Thế thì mình sang cái yếu tố thứ ba là thẳng thắn. Cái hồn nhiên là một chuyện, hồn nhiên là nói ngay, nói vui vẻ. Thế nhưng mà cái thẳng thắn á, là nói tung ra, nói thật và nói đích xác. Thì cái thẳng thắn nó đi liền với hồn nhiên. Tại vì hồn nhiên mà không thẳng thắn ấy, thì nó thành ra mà lão già đểu. Thế nhưng mà hồn nhiên mà đi với thẳng thắn á, thì nó đem lại bao nhiêu là những cái sự ưu thế cho cái người được nghe. Đấy, thế nước Việt Nam chúng ta thì có nhiều dân tộc thẳng thắn lắm. Các người dân tộc đấy, thí dụ như là tôi gặp những người dân tộc ở Ban Mê Thuật, rồi ở Đắk Lắk, những người ở gần Huế, đấy, các người dân tộc họ thẳng thắn với nhau lắm. Thế nhưng mà những người ở dưới miền các miền mà đồng bằng mà nhất là có kinh tế cao thì lại không thẳng thắn lắm với nhau. Thì cái điều này làm cái điều thực sự không tốt. Thế rồi đến cái yếu tố thứ tư thì là yếu tố quan trọng nhất các bạn ạ, đó là bình đẳng. Nhiều người bảo rằng là bình đẳng thì cho tất cả mọi người cùng lương nhé. Dạ không phải đâu. Bình đẳng không phải là mỗi người được cùng đồng lương. Bình đẳng mỗi người cùng chức nha. Dạ không, không phải đâu. Không phải đâu. Bình đẳng là không quan liêu. Mỗi người đều có chức năng của mình. Cái người rót trà họ có chức năng rót trà. Và nếu mà họ pha trà ngon thì họ là một người rót trà giỏi. Cái người lái xe, nếu mà người ta lái xe giỏi thì người ta có cái chức năng lái xe và rất là tốt. Mỗi người một chức năng. Thế thì hỏi rằng là thế mà người chủ tịch thì hay là người tổng giám đốc thì có chức năng gì? Họ không có chức năng là ngồi ghế trên đầu người khác đâu. Cái đó là chức vị chứ không phải là chức năng. Cái chức năng là cái người đó là người sắp xếp để cho công ty chạy tốt hơn. Cái người đó là người lái thuyền để cái thuyền đi đúng hướng. Cái người đó là cái người trả lương. Cái người đó là cái người vỗ về nhân viên. Thành ra là cái chức năng nó rõ lắm. Chức năng của lãnh đạo là thế, chứ không phải chức năng là tôi mua được cái ghế và tôi ngồi trên đầu bạn. Đấy. Nếu mà không có bình đẳng thì cái xã hội này đó, nó không thể hồn nhiên được, nó không thể thẳng thắn được và nó không thể tích cực được. Thành thử ra là phải có được bình đẳng trước nhất thì chúng ta mới dễ dàng đi tới hồn nhiên, đi tới thẳng thắn và đi tới tích cực. Là ba cái yếu tố kia rất là quan trọng mà tôi nói ngay từ đầu. Thế nhưng mà chính ra là cái yếu tố quan trọng nhất mới là cái yếu tố bình đẳng. Và bình đẳng đó, mình định nghĩa một cách đơn giản hơn đó, là khi con voi nhìn thấy con giun, nó không có để cái chân nó giết con giun đâu. Bởi vì nó biết là con giun nó có một chức năng. Chức năng của nó là cải tạo cái chất lượng của đất. Nó sẽ biến trong nhiều năm một cái đất vô cơ có thể trở thành một đất hữu cơ. Đấy, đó, chức năng là thế. Chức năng là một con sư tử trông thấy một cái ổ ong, nó ra nó phá cái ổ ong. Không có một con sư tử nào nó phá ổ ong cả. Là bởi vì nó biết là cái chức năng của con ong nó có riêng biệt, và chức năng của con sư tử nó cũng riêng biệt trong cái rừng sinh thái. Vũ trụ đã tạo đủ hết tất cả muôn loài, là không thể thiếu một loài nào. Thành ra là các bạn mới hiểu được rằng tại sao mà các sinh vật nó không bao giờ nó giết nhau, trừ khi nó giết nhau để ăn. Và chỉ khi nào mà nó giết ăn thì nó cũng chỉ giết vừa đủ để ăn, chứ không bao giờ nó giết thừa. Thế thành thử ra cái bình đẳng nó là thế. Bình đẳng là nhìn nhận cái vai trò của mỗi người một cách nghiêm chỉnh. Thế thành thử khi mình nói như vậy đó, thì mình mới thấy rằng ngay người hành khất ấy, tôi nói các bạn đừng có sốc, họ cũng có cái chức năng đấy bạn ạ. Là bởi vì trong một cái xã hội mà tạm gọi là với nền kinh tế tư bản ấy,
thì người ta lâu lâu người ta sản xuất ra những cái người mà người ta không dùng nữa, và chính những cái người đó, đó lại cần xã hội tái tạo để đưa vào cái guồng máy sản xuất trở lại, đưa vào cái cuộc sống xã hội trở lại. Thành thử ra là họ có một vai trò, họ có một cái vai trò là để cho xã hội nhìn thấy rằng xã hội này nó cũng có những cái tệ đoan mà chúng ta phải sửa. Thế thành ra khi mà chúng ta nói đến cái chuyện bình đẳng thì chúng ta mới thấy rằng khi mà bình đẳng ấy thì người ta mới hồn nhiên được với nhau, người ta mới thẳng thắn được với nhau, người ta mới tích cực được với nhau, và cái xã hội này nó mới chạy, và xã hội này nó mới giữ được cái tính sinh thái mà phù hợp với vũ trụ. Thưa các bạn, đấy, tôi hôm nay tôi chỉ giải thích thế để cho các bạn thấy rằng là cái kế nền của chúng ta khi mà chọn những cái tiêu chuẩn đó, những cái yếu tố đó, nó là một những cái tiêu chuẩn của hệ sinh thái, chứ nó không phải là tôi đi vào tự vị rồi tôi tìm ra bốn cái chữ đó rồi xong rồi thì tôi cũng quên mất chữ quyết tâm, tôi quên những sự nỗ lực, tôi quên những sự như nhiệt tình, tôi quên những gì đến từ vớ vẩn cả. Nhiệt tình là một cái điều bắt buộc phải có, quyết tâm là cái chuyện gì bắt buộc phải có, cái đó không cần phải nhắc lại. Nhưng mà cái mà phải nhắc lại là chúng ta phải có mối quan hệ rất là ân cần với nhau, rất là hồn nhiên với nhau, rất là thẳng thắn với nhau, rất là tích cực với nhau. Và tất nhiên là không có nhìn lên trên hoặc là nhìn xuống dưới, bởi vì chúng ta bình đẳng với nhau. Tôi mong là cái lời giải thích này của tôi sẽ giúp cho tất cả các bạn nào học khóa cái nền hiểu được rõ cái sự thâm sâu của bốn cái yếu tố đi đôi với cái yếu tố cuối cùng là thứ năm, là chỉ được trải nghiệm mới được phát biểu. Xin chúc tất cả các bạn một ngày rất là vui vẻ nhé. Chào các bạn. Non nước yên bình khắp nơi chung lòng, mình về nơi đây cái nền.